Chuyện chiến lang ở rể. Chương 721, không có tiền. Sau này chắc nhất Minh ra tay mới cứu giữ được anh ấy. Nhưng vợ của đội trưởng lại bị đem giết ngay trước mặt anh ấy. Hai người chúng tôi cũng bị đẩy đến nơi này, Đao Ba thở dài một hơi. Bên trong mắt đám người Lê Văn Vân hiện lên vẻ phẫn nộ. Đối với đem, ông ta đã hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt trong suy nghĩ của họ. Nhưng địa vị của ông ta quá cao, là người đoạt huân chương tinh diệu thế hệ thứ nhất cho dù trong hệ Europa hay địa vị trong toàn bộ người gác đêm cũng đều rất cao. Không ai tin rằng ông ta sẽ làm chuyện như vậy, dẫu gì thì nói theo một mức nào đó, ông ta đã từng là một anh hùng của người gác đêm. Về phía Europa, nhiều người gác đêm có tín ngưỡng cuồng nhiệt với ông ta, giống như với Trác nhất minh bên phía hoa hệ vậy. Cho nên sau khi đến đây, tâm lý của đại ca chúng tôi suy sụp. Lần đó, đại ca cảm nhận được sức mạnh của đêm, cảm nhận được sức mạnh của siêu cấp, anh ấy cũng rất cố gắng, muốn đột phá lên siêu cấp và rời khỏi thành phố này, đi tìm đem để trả thù, nhưng cửa vào siêu cấp này, dù thế nào anh ấy cũng không thể vượt qua được. Đao ba thở dài một hơi nói, rồi anh ấy bắt đầu sa đọa lấy rượu qua ngày, ngày nào cũng nhờ tôi đưa đồ ăn đến cho anh ấy nên anh ấy mới tồn tại được cho đến bây giờ. Audio điện tử võ tấn bền Lê Văn Vân hiểu được sự tuyệt vọng của anh ta. Cũng giống như anh bây giờ, dưới tình huống chân khí vẫn chưa phục hồi, khi người của đem đến đây, anh chỉ có thể sống một cuộc sống thấp hèn. Anh thở ra một hơi, sau đó nói, dẫn tôi đi gặp anh ta, tôi muốn tâm sự với anh ta. Đào ba lắc đầu và nói, quên đi, anh ấy không giao tiếp với bất cứ ai cả, kể cả tôi. Hôm qua tôi đến gặp anh ấy, anh ấy cũng không nói một lời nào với tôi. Cuối cùng nghe nói có thể tôi sắp chết, anh ấy mới đeo đao tới. Đi xem thử rồi nói. Lê Văn Vân nói, thấy Lê Văn Vân khăng khăng như vậy, Đào Ba gật đầu nói, được rồi, đúng lúc tôi đi thăm anh ấy, các anh có tiền không, mua cho anh ấy hai chai rượu ngon, có lẽ anh ấy có tâm tình tốt để ý tới anh cũng không chừng. Không có tiền, Lê Văn Vân giang hai tay, tất cả tiền bạc của bọn họ đều đã có người bảo quản rồi, trên người không có một xu dính túi. Đào Ba mắng một câu, khỉ thật. Sau đó anh ta móc ra hai tờ tiền nhầu nát, tìm chỗ mua hai chai rượu đau lòng nói, bà nó, ông đây uống rượu cũng chỉ có thể nếm thử hương vị, liếm một cái. Bây giờ chiếm được một con phố, không thu được phí bảo kê thì thôi đi, lại còn phải tốn thêm tiền nữa. Anh ta cầm rượu, một nhóm bốn người tiến về khu Nam. chương 722, sao lại là cậu? Tại khu ổ chuột của khu Nam, một nơi chẳng có mấy người sinh sống, ánh đèn cũng khá mờ. Đám người Lê Văn Vân đến trước một tòa nhà nhỏ. Ở đằng xa, Lê Văn Vân đã nhìn thấy một người đàn ông lưu lạc, đầu tóc bù xù ngồi đó, trước mặt anh ta cắm hai thanh đao trên đất, sau đó là rất nhiều rượu trước mặt. Người đàn ông đang cầm một chai rượu mà nốc. Nhìn từ xa, không ai có thể tưởng tượng được người như vậy lại là một người đỉnh cấp, là một người trong top 10 của người gác đêm, một người cách siêu cấp chỉ có một chân vào cửa. Chỉ là, muốn vượt qua một bước này, quá khó, thật sự quá khó. Anh ta nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đi tới dương mắt nhìn thoáng qua một cái không thèm để ý sau đó tự mình uống cạn chai rượu sau khi đến gần đám người lê văn vân ngửi thấy mùi hôi thối truyền tới từ trong nhà có vẻ như đã lâu không dọn dẹp rồi đào ba thở dài một hơi đặt bình rượu xuống đất nói đại ca bình thường anh vẫn nên tự mình quét tước một chút đi người đàn ông mặc kệ anh ta đào ba cau mày sau đó nói với đám lê văn vân vậy các người nói chuyện đi tôi vào dọn dẹp cho anh ấy một chút Nói xong, anh ta cũng không quan tâm đến vết thương của mình và bước vào phòng. Con người đau ba này rõ ràng là vẫn rất nghĩa khí, đối xử với đại ca của mình 10 năm như một. Đối với mấy người vừa mới nhập bọn như họ, dưới tình huống gặp nạn, dù biết có thể sẽ chết nhưng anh ta vẫn chọn đến. Nhìn thấy đỉnh cấp vô tới Cố Bạch, anh ta không quan tâm bản thân không thể đánh bại kẻ đó cũng muốn lên trước bảo vệ. Chỉ cần nhìn những thứ này, ấn tượng của Lê Văn Vân về anh ta rất 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 tốt huống chi anh chàng này còn từng là một người gác đêm. Khi anh ta rời đi, Lê Văn Vân đi về phía người đàn ông kia. Cút! Ngay lúc này, người đàn ông rừng dưng nói. Bên trong giọng điệu mang theo sự không cho nghi ngờ. Cố bạch nhướng mày nói, này! Lê Văn Vân ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Anh nhìn người đàn ông và nói, vừa rồi đao ba đã kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, vì vậy tôi muốn nói chuyện với anh. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, rượu dính vào bộ dâu đã lâu không sửa soạn. Anh ta nhìn đám người Lê Văn Vân rồi nói, tôi biết, các cậu cũng là người gác đêm. Tôi không có ấn tượng tốt về đêm, cũng không có ấn tượng tốt với các cậu. Đến gần tôi một bước, tôi sẽ hạ tử thủ. Mặc dù đao ba không phát hiện, nhưng người đàn ông này, với tư cách là một cựu người gác đêm trong top 10, có thể nhìn ra thủ pháp của Cố Bạch và Trương Vãn Hà. Lê Văn Vân thở dài, đúng vậy, khi đó người gác đêm hoa hệ dường như đã bỏ rơi anh ta và không đứng về phía anh ta. Đồng đội của anh ta, vợ anh ta chết, và anh ta cũng bị đẩy đến khu tội ác. Người gác đêm đã không báo thù cho anh ta, cũng không ủng hộ anh ta. Anh ta trở thành nạn nhân của sự ổn định của người gác đêm. Lê Văn Vân thở dài nói, anh không cần thiết phải như vậy, đêm cũng là kẻ thù của tôi, tôi sẽ giết ông ta. Người đàn ông lưu lạc đang cầm chai rượu lên thì khựng lại, rồi từ từ đặt xuống, một vệt sáng hiện lên trong đôi mắt mở đục của anh ta. Bởi cậu, bởi tôi, sao lại là cậu? Bởi vì tôi là cựu người gác đêm số không hoa hệ. chương 723 những người như vậy không dễ tìm. Giọng của Lê Văn Vân không lớn, nhưng rất âm vang và mạnh mẽ. Bởi vì tôi là cựu người gác đêm số không hoa hệ. Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn người đàn ông lưu lạc. Đồng tử của người đàn ông kia hơi co rút lại tương lai của mỗi một người gác đêm số không đều là siêu cấp, không có ngoại lệ. Câu nói từng là cựu người gác đêm số không của Lê Văn Vân dường như đang nói với người đàn ông này rằng anh giờ đã là siêu cấp. Người đàn ông nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, trông trẻ hơn mình rất nhiều, biết đâu trong tương lai thật sự có cơ hội chặt đầu đem. Tuy nhiên, anh ta không biết liệu mình có thể nhìn thấy ngày này hay không. Trên siêu cấp cũng có tranh lệch. Đem, đứng thứ ba trong thiên bảng, đứng đầu toàn nhân loại. Siêu cấp, còn lâu mới đủ, người đàn ông lưu lạc lắc đầu. Cố bạch liếm môi, sau đó nói, anh đã từng ở trong người gác đêm, cũng từng lọt vào top 10 của người gác đêm, vậy chắc là anh đã nghe thấy hai cái tên Lý Đông Giã và Vân Đạo Tử. Nghe rồi, người đàn ông lưu lạc bình tĩnh gật đầu, thì sao? Cách đây không lâu, đại ca của chúng tôi đã một mình đấu với hai người bọn họ và thêm 30 cao thủ đỉnh cấp. Lý Đông Giã chết ngay tại chỗ, vân đạo tử bị một đao chém tàn phế. Cố bạch cười hà hà, trên mặt mang theo vẻ hư vinh. Lần này, tay của người đàn ông kia bỗng hơi run lên. Trong đôi mắt đục ngầu cuối cùng cũng hiện lên một tia sáng, anh ta nhìn Lê Văn Vân hỏi, thật sao? Lê Văn Vân gật đầu nói, thật sự, cho nên, anh đừng từ bỏ hy vọng sống. Khi tôi đi giết đêm, tôi sẽ dẫn anh theo. Ít nhất, tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến đem chết ở trước mặt anh. Người đàn ông có vẻ do dự một chút. Thực ra, Sở Dĩ Lê Văn Vân đến nói chuyện này với anh ta vì phát hiện ra đối phương là người gác đêm. Người này rất mạnh, anh đã nhìn ra từ trong trận chiến trước đó. Chân khí của anh ta hùng hậu, chỉ vì hàng năm không luyện tập lại uống rượu quanh năm nên có chút thoái hóa mà thôi. Nhưng đó không phải là vấn đề, chỉ cần anh ta muốn, không mất bao lâu, anh ta có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lê Văn Vân muốn tổ chức lại tiểu đội 11.762. Bây giờ Lê Văn Vân đã đạt đến siêu cấp hoặc thậm chí là trên siêu cấp rồi. Nếu muốn theo kịp bước chân của anh và đối mặt với cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai, vậy ít nhất phải là ngoài đỉnh cấp. Thậm chí ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ của Trương Vãn Hà. Những người như vậy không dễ tìm. Nếu người này có thể hồi phục, anh ta từng là top 10 của người gác đêm thì còn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, cho nên điều Lê Văn Vân muốn là lôi kéo được anh ta. Tất nhiên, cụ thể còn phải phụ thuộc vào suy nghĩ của người này. chương 724 có lẽ chỉ là có chút không tin mà thôi. Lê Văn Vân không trực tiếp giải thích. Các cậu đi đi, một lúc sau, người đàn ông thở dài một hơi, tiếp tục bưng rượu lên uống. Dù Lê Văn Vân và những người khác có nói gì đi chăng nữa, người đàn ông này dường như không hề có ý định để ý tới ánh mắt của anh ta chỉ nhìn hai thanh đao cắm trên mặt đất đôi mắt toàn là một khoảng vẩn đục nhưng lê văn vân biết trong lòng anh ta có chút dao động có lẽ chỉ là có chút không tin mà thôi được rồi vậy lần sau chúng tôi tới thăm anh đừng cả ngày uống rượu nữa lê văn vân cau mày nói nếu có hận anh không nên từ bỏ hy vọng trước khi sinh mệnh biến mất cho dù hy vọng nhỏ bé đến đâu tay cầm rượu của người đàn ông hơi khựng lại rồi lại tiếp tục uống rượu lúc này Đào Ba thu dọn đồ đạc xong chạy ra ngoài, nhìn thấy đám người Lê Văn Vân liền hỏi, "Phải đi rồi à?" Lê Văn Vân gật đầu và nói, "Ừ, anh Đào Ba đi cùng không?" "Tôi thì thôi đi, tôi tiếp tục thu dọn cho đại ca một chút." "Bà nó, mùi hang quá, chốc nữa tôi sẽ đi." Đào Ba nói. Người đàn ông kia cứ như không hề xấu hổ, ngồi dựa vào tường, như thể cả thế giới chỉ có một mình anh ta. Lê Văn Vân khẽ thở dài trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa cùng hai người Lý Thu xoay người rời đi, đi về nhà của Lại Tuấn. Đi được không lâu sau, cố bạch chửi rủa bà nó, thành phố này quả là ngọa hổ tàng long mà. Mẹ nó, không ngờ một người đàn ông lưu lạc lại là top 10 người gác đêm. Nguồn gốc của thành phố này luôn là một bí ẩn. Lê Văn Vân thở dài và nói, có lẽ chỉ có Hot Seas là người duy nhất biết sự thật. Nó đầy những người từ nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm cả những người gác đêm của chúng ta. Nước ở đây rất sâu. Tất nhiên, chỉ cần tôi khôi phục được chân khí, chúng ta vẫn có thể vẫy vùng tùy thích. Đại ca, lúc nào anh mới khôi phục chân khí nhỉ? Cô Bạch nói tôi không thích khiêm tốn. Làm sao tôi biết được? Chết tiệt, trước đây tôi dùng tần tử cuồng dũng, chỉ cần nửa tháng là đã khôi phục rồi. Lần này đã hơn một tháng, tôi cũng lo chết đi được, Lê Văn Vân bất lực nói. Đúng vậy, ngày hôm đó, trong cơ thể anh có chút dấu hiệu chân khí muốn khôi phục nhưng dấu hiệu đó lại biến mất rất nhanh khiến anh khá khó chịu cả ba người họ vừa chém gió vừa đi về nhà trong khi đó ở khu bắc của khu tội ác ở khu bắc gần trung tâm thành phố có một trang viên rất lớn trang viên này tiếp giáp với trang viên của hotis cũng rất khổng lồ những người có thể sống ở đây là một số ông lớn thực sự lúc này trong một tòa trang viên nào đó ánh đèn rực rỡ tòa nhà này là nhà ăn đèn rất sáng Bộ đồ ăn và đồ trang trí bên trong có thể dùng từ xa hoa để hình dung. Chương 725, bây giờ cậu ta đã khỏe chưa? Ghế sofa trong nhà ăn được xây dựng trông giống như hội trường. Lúc này trên ghế sofa có mấy người đang ngồi, tổng cộng có bốn người. Nếu Lê Văn Vân ở đó, anh sẽ nhận ra hai người trong số họ chỉ trong nháy mắt, Bùi Nghênh Tùng và Giản Hưng. Giản Hưng ngồi ở một bên, thưởng thức bộ bài tây của mình, khuôn mặt anh ta vẫn hệt bộ bài Joker không có bất kỳ cảm xúc nào. Bên cạnh anh ta, Bùi Nghênh Tùng cũng đang ngồi, sắc mặt không tốt lắm. Ngồi giữa cũng là một khuôn mặt phương Đông, tuổi không trẻ, ít nhất cũng 50-60, trong tay cầm hai quả bóng, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay. Ngoài ra, còn có một gương mặt phương Tây. Các người xác định thằng nhóc kia tới nơi này rồi à?" Người đàn ông cầm hai quả bóng hỏi. "Xác định là tới đây rồi." Lúc này, người đàn ông có gương mặt phương Tây bình tĩnh nói hơn nữa tôi cũng có thể khẳng định rằng tình hình thân thể hiện tại của cậu ta có vấn đề rồi đó là tin tức từ người gác đêm của chúng tôi truyền ra đúng vậy không có cách nào để che giấu vấn đề thể chất của lê văn vân để tạo cảm giác an toàn cho cha con lý vân và lý giai giao lê văn vân đã điều động hầu hết những người gác đêm đến yên kinh vào thời điểm đó rất nhiều người đã nhìn thấy tình hình của lê văn vân biết rằng lê văn vân đã sử dụng tần tử cuồng dũng Ngoài ra, diễn biến của trận chiến đó cũng khá lớn. Những người thuộc phe của đêm trong người gác đêm biết được tin tức này rồi truyền đi cũng là điều bình thường. Người của chúng tôi cũng truyền ra tin tức rằng quả thật cậu ta đã tới đây. Người mang gương mặt phương Tây nói, còn có bao nhiêu người đi cùng cậu ta, chính xác là bao nhiêu thì không rõ cho lắm. Nhưng số lượng chắc chắn không nhiều. Tuy nhiên, người gác đêm Hoa hệ trong khu tội ác vốn có một số người, hiện tại có bao nhiêu người thì không rõ lắm bây giờ cậu ta đã khỏe chưa? Người đàn ông cầm hai quả bóng nhìn Giản Hưng hỏi. Khoảng thứ năm thiên bảng, giọng nói khàn khàn của Giản Hưng vang lên. Bên cạnh, Bùi Ninh Tùng có chút đứng ngồi không yên, nghe thấy xếp hạng khoảng thứ năm thiên bảng, ông ta nhíu mày, nhìn về phía ông già cầm hai quả bóng và nói ông vận dụng lực lượng của ông đi tìm bọn họ đi. Nếu có thể huy động lén lút thì đương nhiên tôi sẽ huy động. Nhưng không có cách nào làm điều này trên diện rộng hiện tại Hot Seas tuyệt đối đã biết được sự tồn tại của ông, chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ mà thôi. Nếu là huy động trên diện rộng, ông ta sẽ không ngồi yên. Ông già thở dài. Bùi Nghênh Tùng thở ra một hơi, nói, đợi đến khi cậu ta khôi phục chân khí rồi, e rằng. Quan trọng nhất là phải tìm được người. Người có gương mặt phương Tây bình tĩnh nói, cho dù khôi phục chân khí, cũng không có mấy người khác. Dựa vào mấy người chúng ta bây giờ, giết chết cậu ta cũng đủ rồi tôi chỉ lo rằng cậu ta sẽ trốn đi không ngờ cậu ta lại không tới khách sạn fest đều do doãn thi đan chết tiệt kia vậy mà lại thả người chạy mất nói xong kẻ đó nhìn về phía giản hưng rồi hỏi giản hưng người đứng sau cậu có ý gì giản hưng khẽ nhếch mép cười nói chờ xem cho tới bây giờ cậu vẫn không muốn hợp tác cùng chúng tôi bùi nghênh tùng hừ lạnh một tiếng ít nhất trước khi người sau lưng các người đến tôi không có hứng thú giản hưng nói cộng thêm thành ý của các người cũng không đủ. Mấy năm nay, xương cốt trong tay ông cũng không ít, nhưng ông cũng chẳng muốn giao ra đây. Audio điện tử võ tấn bền chương 726, cảm ơn lòng tốt của các người đã cứu tất cả chúng tôi. Được rồi, không cần bàn nữa, hợp tác trước mắt là cần thiết. Nhưng giản hưng, tôi nói cho cậu biết, đừng dở trò sau lưng. Tôi biết cậu muốn lôi kéo Lê Văn Vân về phe các cậu, nhưng chuyện này là không thể nào. Người như Lê Văn Vân sẽ không tham gia với các cậu. Nếu không có được cậu ta, tốt nhất hãy diệt trừ. Nếu không, cuối cùng các cậu cũng sẽ trở thành thịt trên ván của cậu ta. Ông già cầm hai quả bóng nói, cuối cùng, cậu vẫn sẽ đi về phía đối lập với cậu ta. Giản Hưng không nói gì, vẫn mang dáng vẻ im lặng như cũ, không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Các người dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Lúc này, ông già kia lại nhìn về phía người có gương mặt phương Tây mà hỏi. Người có gương mặt phương Tây nhẹ giọng nói, dẫn theo 15 người đỉnh cấp. Bên trong thành thị này vốn dĩ còn có một số người gác đêm hệ Europa, nhưng tôi không có cách nào vận dụng hết được bộ phận người này, mà cũng không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Dù sao đối phương cũng là người gác đêm số không hoa hệ. Ảnh chụp thì sao? Có tấm nào không? Ông già hỏi lại. Đừng nghĩ tới ảnh chụp, Bên Hoa Hệ làm công tác giữ bí mật cho cậu ta rất tốt. Trên mạng không hề có một tấm ảnh nào của cậu ta, trong tay em họ của cậu ta cũng không có. Người gương mặt phương Tây lại nói: "Vậy có chút phiền phức rồi." Ông già trầm ngâm nói, "Nhưng 5 năm, năm trước đại bản doanh của cậu ta là ở khu Tây. Nếu cậu ta trở về rồi thì hẳn là sẽ chọn ở lại đó. Chúng ta tập trung điều tra ở khu này trước, để xem có cao thủ nào đột nhiên xuất hiện ở khu Tây gần đây không." Đương nhiên Lê Văn Vân không biết tình hình cuộc thảo luận của bọn họ, cũng không biết rằng một số cao thủ siêu cấp đang âm thầm phục kích ở khu tội ác rồi. Khi anh và bọn Lý Thu trở lại nơi ở, đã hơn 10 giờ tối. Vừa tới cửa, bọn họ liền sững sờ, trước cửa nhà lại tuấn dòng người ra vào không ngớt, trong tay những người này đều cầm theo thứ gì đó. Rất ồn ào, nhưng Lê Văn Vân vẫn có thể nghe thấy một số từ loáng thoáng. Cảm ơn lòng tốt của các người đã cứu tất cả chúng tôi. Mặc dù có thể không cần trả khoản phí bảo kê này trong một thời gian, nhưng với chúng tôi như vậy là đủ rồi. Gia đình ba người của chúng tôi có thể chi tiêu thêm 1.500 mỗi tháng. Chúng tôi có thể để dành số tiền này cho những trường hợp khẩn cấp. Cảm ơn các người đã thu giữ bọn họ, lão lại. Dù thế nào các người cũng phải lấy con vịt này. Người dân ở khu tội ác có thể thở ơ, nhưng dù sao họ đều là những người có tình cảm. Trận chiến này đã khiến bọn họ chiếm được lợi ích. Tự nhiên họ đều chân thành cảm ơn đám người Lê Văn Vân. Mà gia đình lại tuấn thu giữ đám người Lê Văn Vân lúc này cũng trở thành anh hùng. Ba người Lê Văn Vân không về, nếu bọn họ trở về thì có lẽ sẽ bị một đám người vây quanh cảm ơn, thế này thì có phần không chịu nổi. Ba người họ đứng ngay bên ngoài, khoảng 12 giờ thì đám đông mới từ từ rời đi. Mấy người Lê Văn Vân bấy giờ mới trở về nhà, lại tuấn và Chu Linh đều tràn ngập vui mừng. Đúng vậy, sau bao nhiêu năm Lần đầu tiên Chu Linh nhận được rất nhiều sự biết ơn ở nơi này. "Về rồi à?" Chu Linh vừa sắp xếp mọi thứ vừa hỏi. Trong sảnh tầng 1 có rất nhiều gà vịt, một số còn sống, một số đã được xử lý, ngoài ra còn có gạo, rau, các loại đồ chất đống khắp phòng. Những người này thật nhiệt tình, nhiều đồ như vậy, e rằng cả tháng cũng không ăn hết. Chu Linh nói rồi lại nhìn đám người Lê Văn Vân, "Lê Văn Vân, cảm ơn các cậu." Lê Văn Vân ngắt lời bà ấy, cười nói với bà ấy, chú gì đừng thu dọn nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai lại sửa soạn cũng được mà, nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, chú gì đi giao giao cũng mệt lắm rồi. Sau khi trò chuyện một lúc, cả ba người tắm rửa sạch sẽ và lên lầu. Sau khi lên lầu, Phạm Nhược Tuyết đột nhiên hỏi, mối quan hệ của anh và Miêu nữ là gì? Lê Văn Vân sững sốt một hồi, sau đó ho khan nói, đừng nghĩ nhiều, Miêu nữ này thì trẻ thật nhưng thật cũng 4, 50 tuổi rồi. Anh chẳng có chút hứng thú nào với bà ta cả, chỉ là 5 năm trước, bà ta đã bị anh lừa mấy lần. Chương 727 anh ra ngoài tất nhiên là đến gặp Miêu nữ. Thật không, Phạm Nhược Tuyết nở nụ cười như có như không, nhưng em nghe Vãn Hà nói hình như tình huống không phải vậy mà. Lê Văn Vân đau đầu vô cùng, trừng mắt nhìn Trương Vãn Hà, Trương Vãn Hà lè lưỡi. Vãn Hà đã nói gì với em? Lê Văn Vân hỏi. Anh nhìn trộm Miêu nữ đang tắm với đường đường, Phạm Nhược Tuyết thản nhiên nói. Má nó, trên mặt Lê Văn Vân lộ ra một tia trột dạ, trời đất chứng giám, lúc đó là đường đường cưỡng ép kéo anh đi xem. Anh thực sự nhắm mắt suốt quá trình. Ha ha, Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nhìn Lê Văn Vân tự ngủ đi. Nói xong cô đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy Lê Văn Vân kinh ngạc, Liễu Ngọc ở bên cạnh mỉm cười. Kỳ thực những ngày qua, tuy rằng rất nhớ cha mẹ, nhưng có đôi khi, cô ấy cũng cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt. Tất nhiên, nếu có thể về sớm một chút, cô ấy vẫn muốn về sớm. Cuộc sống ở nơi này đối với cô ấy quá đơn điệu, hầu hết thời gian đều là ngẩn người. Sau một đêm im lặng, sáng sớm ngày hôm sau, Lê Văn Vân vẫn nghe thấy tiếng xe tải xuất phát. Rõ ràng là vợ chồng lại Tuấn vẫn không nghe lời Lê Văn Vân mà bỏ ra ngoài làm việc. Quan niệm của bọn họ rất truyền thống, tiền trong túi mình mới là tiền của mình. Ở thành phố này, dựa vào người khác là không đáng tin cậy. Nhưng lúc này đây, bọn họ không mang theo nha đầu, bởi vì nha đầu đã chính thức tôn Phạm Nhược Tuyết làm sư phụ rồi. Phạm Nhược Tuyết sẽ dạy cô bé biết chữ và dạy y thuật cho cô bé. Lê Văn Vân ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, cho đến khi tiếng còi ở tầng dưới vang lên, Lâm Khả Hân đến đón Cố Bạch đi đến chỗ của bố anh ta. Lê Văn Vân cũng thức dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài với Lý Thu thực ra lê văn vân không thích tình cảnh này cho lắm hiện tại anh không có chân khí để đảm bảo an toàn cho bản thân đi đâu cũng phải mang theo một người bảo vệ vốn dĩ anh muốn tự mình đi sau đó lý thu lại đi tìm hiểu tin tức của đám người khương vĩ nhưng phạm nhược tuyết không chịu bản thân lý thu cũng không làm vậy không còn cách nào khác lê văn vân bây giờ là một người yếu thế chỉ có thể mặc cho lý thu bảo vệ anh ra ngoài tất nhiên là đến gặp miêu nữ đây là một tồn tại siêu cấp, hơn nữa mặc dù người phụ nữ này được gọi là miêu nữ, nhưng tính khí của bà ta không dịu hiền như một con mèo, mà khá kỳ quặc. Hơn nữa trước đây dù gì mình cũng từng lừa dối bà ta vài lần. Ngộ nhớ mình không đi, bà ta tức giận mà trả đúa, trong tình huống hiện tại mình vẫn chưa khôi phục được chân khí thì thật sự rất phiền phức. Từ tình huống của ngày hôm qua, chắc là bây giờ miêu nữ sẽ không động thủ với anh đúng lúc anh có thể nhân cơ hội để hỏi một số tin tức về Hoàng Thi Kỳ. Vì không có xe nên cả hai đều đi bộ, kỳ thật khu tội ác khá lớn. Họ đi bộ suốt một tiếng đồng hồ mới đến một trang viên ở trung tâm thành phố. Trang viên này ở phía đông của trang viên lớn của Hot Vừa đến gần, Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Có vài con mèo đang chạy chơi xung quanh cửa. Nhìn thấy Lê Văn Vân và Lý Thu đến gần, chúng nó như sợ hãi, vội vàng chạy sang một bên ở cửa một người phụ nữ mảnh khảnh đang đứng đó cô ta mặc trang phục hầu gái ôm một con mèo trên tay sau khi nhìn thấy lê văn vân cô ta mỉm cười và nói số không xem ra anh để lại ấn tượng không tốt cho chúng nó đâu lê văn vân ho khan một tiếng chủ nhân đã đợi anh bên trong rồi sau đó cô ta lại nói với lê văn vân đi theo phía sau cô ta lê văn vân và lý thu đi vào trong trang viên lý thu thì thầm mẹ nó sao trước đây không phát hiện bên cạnh miêu nữ có một người hầu xinh đẹp như vậy chứ lời nói của anh ta đã bị người giúp việc phía trước nghe thấy cô ta quay đầu lại bình thản cười nói với lý thu thích tôi hả nếu anh đưa ra yêu cầu với chủ nhân và được bà ấy đồng ý tôi có thể là người của anh anh muốn tôi làm gì cũng được tôi sẽ tuân theo mọi cách có thể những lời này mang theo sức hấp dẫn vô tận khiến lê văn vân nghe thấy cũng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc Lý Thu tức thì đỏ bừng cả mặt. Dù sao anh ta cũng không phải cố bạch, nếu là cố bạch, chắc chắn sẽ tán tỉnh ngược lại. Đến rồi, lúc này, người kia đi tới trước một cái đình nghỉ mát, chỉ vào bên trong. Trường 728 điều này anh cũng không giấu giếm gì nhiều. Đó là một đình nghỉ mát, phía trước đình là một bể bơi. Trong bể bơi lúc này có một người với vóc người cực kỳ nóng bỏng mặc áo tắm đang bơi bên trong. Bên cạnh có bảy hai cái ghế tựa và một cái bàn trên bàn đặt rượu đỏ và một ít đồ ăn. Vào thôi, Lê Văn Vân nói. Ngay khi Lý Thu chuẩn bị đi vào, người ăn mặc như hầu gái vươn tay ngăn anh ta lại, mỉm cười nói chủ nhân chỉ muốn gặp một mình số không. Lê Văn Vân nhún vai, sau đó nói với Lý Thu, vậy thì hai người ở đây vun đắp tình cảm đi, cố gắng giành lấy. Người ăn mặc như hầu gái cười nói, tôi có thể cho anh một cơ hội nha. Lý Thu lại đỏ mặt lên, ho khan một tiếng. Lê Văn Vân đi theo hướng đình nghỉ mát, đi khoảng trăm mét, liền dừng lại bên cạnh bể bơi. Đam Mỹ sắc, anh nhìn người đàn bà trong bể bơi, trong lòng khẽ thở dài, mẹ kiếp, thật sự không biết bà ta làm như thế nào nữa. Đám người chắc nhất mình đều là ông già, người đàn bà này đã 40-50 tuổi rồi mà dáng vẻ cứ 30 tuổi vậy. Giao giao, ngay lúc này, Doãn Nhu mới trồi lên khỏi mặt nước, nhìn Lê Văn Vân nói, bên cạnh còn có quần bơi, sao không cùng xuống nước chơi một chút những lời này có chút hương vị khiêu khích lê văn vân bĩu môi nói hay là thôi đi bà kêu tôi tới đây chắc không phải là muốn cho tôi tới bơi chung với bà thôi chứ nhiều nữ bĩu môi ngửa cổ suy nghĩ một chút nói xem ra chuyện này không phải là không thể má nó đã một bà già rồi mà còn giả bộ đáng yêu cái con mẹ gì nữa lê văn vân thầm rủa trong lòng đương nhiên anh cũng không trực tiếp nói ra câu này anh chạy thẳng tới ghế tựa nằm xuống rót một ly rượu đỏ rồi nói, vậy bà bơi trước đi, tôi là một con vịt cạn, không biết bơi. Chào ôi, người đàn ông không hiểu phong tình, Doãn Nhu bật cười và bơi về phía bờ. Khoảnh khắc bà ta lên khỏi mặt nước, đôi mắt Lê Văn Vân không khỏi nhìn thẳng. Bà ta mặc áo tắm, đôi chân thon thả, dáng người nóng bỏng, trông như một nụ hoa mới hé, giọt nước trượt xuống càng thêm một loại mê hoặc. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái, Yên lặng rời tầm mắt sang một bên. À, 5 năm, năm trước lại không thấy cậu nhút nhát như vậy. Nhiều hơn cậu cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ giả vờ làm gì? Doãn Nhu chế nhạo. Nếu Lê Văn Vân vẫn với tính cách của 5 năm, năm trước, quả thật anh sẽ nhìn chầm chầm một cách quang minh chính đại. Nhưng 3 năm mất trí như ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của anh. Doãn Nhu đi đến chiếc ghế bên cạnh Lê Văn Vân, cầm khăn tắm lên lau sơ qua, sau đó ném khăn tắm sang một bên mặc bộ áo tắm gợi cảm đó nằm xuống chiếc ghế bên kia lê văn vân âm thầm nhặt khăn tắm bên người đặt lên đùi để tránh cảnh tượng xấu hổ sẽ xuất hiện sau đó anh mới hỏi tìm tôi có chuyện gì vậy không có việc gì thì không thể tìm cậu sao doãn nhu hỏi ngược lại lê văn vân không nói nên lời anh phát hiện ra rằng bất kể người phụ nữ nào một khi bạn hỏi cô ấy câu này bất kể cô ấy có thích bạn hay không dường như cô ấy đều sẽ đáp lại bạn bằng những lời này cậu tới đây bao lâu rồi doãn nhu hỏi lần trước đến đây là để thực hiện nhiệm vụ nhưng lần này là để làm gì lê văn vân thở dài nói đến đây mấy ngày rồi lần này tới đây là để cứu người điều này anh cũng không giấu giếm gì nhiều bao lâu thì mới rời đi doãn nhu lại hỏi tìm được người rồi sẽ rời đi lê văn vân nói ồ doãn nhu nhìn lê văn vân rồi bình tĩnh nói có vẻ như cơ thể của cậu có chút vấn đề tôi không cảm nhận được chút chân khí nào dao động cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? mươi 729, bà ở đây không phải rất thoải mái sao? Để chém chết lý đông giã và vân đạo tử nên đã sử dụng tần tử cuồng dũng, sau đó lại lấy mấy miếng xương cốt, sau đó bị thương nặng, thành ra như vậy. Lê Văn Vân vẫn nói mà không chút rè rặt. Doãn Nhu không có định ý đối với anh, cũng có thể nhìn thấy tình trạng cơ thể của anh, vì vậy Lê Văn Vân không có gì phải che giấu quá nhiều. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi ngược lại, "Bà đừng quan tâm đến tôi nhiều như vậy, 5 năm, năm trước tôi lừa bà thảm thế rồi. Cho nên tôi tới đây lần này, bởi vì chân khí của tôi vẫn chưa khôi phục nên vẫn luôn cẩn thận. Bà lại quan tâm tôi như vậy, tôi cảm thấy được có vấn đề lớn. Chắc không phải bà thích tôi rồi đó chứ?" Nói đến đây, anh đột nhiên ngồi bật dậy, hết sức kinh hãi nhìn về phía Doãn Nhu, mẹ kiếp, không phải là bây giờ bà thấy tôi không có chân khí? thiên phú luyện võ của tôi lại tốt như vậy, mà bà vẫn chưa có con. Bà, không phải là muốn tìm tôi mượn giống chứ? Doãn Nhu sững sờ một lúc, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút tức giận nói cậu cút được rồi đấy. Không phải là tốt rồi, Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống. Doãn Nhu nhìn thấy Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm thì tựa hồ thật sự thả lòng. Trong lòng bà ta tức giận không chịu nổi, bà ta khắc chế cơn giận trong lòng mình, sau đó hỏi, người đàn ông đã nhìn trộm tôi tắm cùng với cậu 5 năm trước đâu. Nghe thấy bà ta chủ động nhắc đến đường đường, Lê Văn Vân thở dài nói, hơn 3 năm trước, khi cùng tôi thực hiện một nhiệm vụ đã chết trận. Doãn Nhu sửng sốt một hồi, sau đó có chút thổn thức, người gác đêm chính là như vậy, lúc nào cũng đều nằm bên bờ sống chết. Không phải, Lê Văn Vân cau mày hỏi, bà có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, bà như bây giờ thật kỳ quái, lúc nào cũng có cảm giác bà muốn làm gì đó với tôi doãn nhu hơi trầm mặc bà ta nhìn lê văn vân sau đó trầm ngâm thở ra một hơi rồi nói được rồi nếu cậu đã muốn nói thẳng vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề lê văn vân gật đầu nói bà nói đi nếu cậu phục hồi chân khí rồi cậu có chắc mình có thể đối phó với hotzis không doãn nhu hỏi thẳng lê văn vân sửng sốt nói tôi nhớ bà và hotzis có quan hệ rất tốt mà đúng không hình như ông ta vẫn luôn theo đuổi bà. Điều đó không quan trọng, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Doãn Nhu nói, cái này thì tôi cũng không biết. Lê Văn Vân nói, nhưng Hot là người hay ra vẻ. Tôi khôi phục rồi chắc chắn cũng muốn tìm ông ta đánh một trận. Một là Lê Văn Vân thực sự muốn tẩn tên này. Hai là Hot đứng thứ hai trên thiên bảng. Lê Văn Vân muốn dùng ông ta làm đối chiếu để xem giữa mình và đem có gì đối lập. Thời điểm này khác với 5 năm trước rồi. Doãn Nhu nói, nếu không thể đánh bại Hot chỉ sợ cậu cũng không còn cách nào để rời đi. Lê Văn Vân bĩu môi nói, thế thì đến lúc đó lại nói sau, phải đợi đến khi tôi khôi phục chân khí đã. Doãn Nhu gật đầu, rồi nói, tôi tìm cậu, chỉ có một yêu cầu, đó là nếu cậu rời đi, hãy mang tôi theo. Lê Văn Vân sửng sốt, anh quay đầu nhìn về phía Doãn Nhu, lông mày nhíu lại thật sâu, bà ở đây không phải rất thoải mái sao? Nếu mình có thể đi, đưa bà ta đi thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề mấu chốt là Doãn Nhu là một siêu cấp. Khi một người như vậy ra ngoài, bà ta chính là một boss lớn trong một thành phố bình thường. Bà ta đã sống ở khu tội ác lâu như vậy, một khi bà ta ra ngoài và không tuân theo quy củ, có quỷ mới biết bà ta sẽ gây ra chuyện gì đó. Ở đây quả thật cũng không tệ lắm, nhưng quá đơn điệu. Tôi muốn rời đi, nhưng muốn rời khỏi thành phố này thì phải xin phép hot seat mới được, nếu không thì không thể rời đi doãn nhu thở dài nói tôi biết cậu e dè điều gì cậu yên tâm đi sau khi tôi và các cậu đi ra ngoài tôi sẽ cư xử đúng mực lê văn vân cau mày sau đó trầm ngâm nói đưa bà đi cũng không sao nhưng chỉ có một yêu cầu bà nhất định phải đi theo tôi doãn nhu nở nụ cười như có như không nhìn lê văn vân nói vừa rồi cậu còn bày ra vẻ từ chối nhưng vẫn có hứng thú với tôi thôi thân thể cũng khá thành thật đấy bà nghĩ sai rồi Lê Văn Vân thở dài nói, ý của tôi là, nếu như bà muốn được tôi đưa đi, chỉ có một yêu cầu cùng điều kiện, chính là gia nhập tiểu đội của tôi. Chương 730, tôi lại chém chết bà. Lê Văn Vân phải suy nghĩ lại về việc chiêu binh mãi mã cho tiểu đội 11762 rồi. Tất nhiên, cũng có thể lựa chọn trong số những người gác đêm. Nhưng người gác đêm là một tiểu đội quân tiên phong, mà tiểu đội tiên phong không chỉ là một đội hùng mạnh mà mỗi người trong số bọn họ khi đi ra ngoài, năng lực chiến đấu của từng binh lính cũng phải thật lợi hại mới được. Với Lê Văn Vân hiện đã đạt siêu cấp trở lên, đội viên của anh phải từ đỉnh cấp mới có thể đủ phối hợp với anh. Và vai trò lớn nhất của bọn họ trong chiến đấu là chặt đầu, đối với yêu cầu về năng lực của từng binh sĩ thậm chí còn lớn hơn một chút. Lê Văn Vân không ngờ rằng Doãn Nhu lại có thể nghĩ đến việc để anh đưa bà ta ra khỏi nơi này. Vậy thì đây chính là một cơ hội tốt để kéo bà ta vào đội nếu trong đội có một siêu cấp, cộng thêm Hoàng Thi Kỳ đột phá, thì... Sau này, khi chắc nhất mình không thể nào chém ra một đao đó, sự chắc chắn khi Lê Văn Vân chém ra một đao đó cho ông ta cũng lớn hơn. Doãn nhu nhìn Lê Văn Vân, đôi mắt khẽ co giật, sau đó trên mặt nở nụ cười như có như không cậu muốn kéo tôi nhập bọn. Lê Văn Vân, cậu nghĩ bây giờ cậu có lựa chọn à? Nếu cậu không đồng ý, có lẽ tôi sẽ không giết cậu. Nhưng nếu tôi công bố thân phận của cậu ở khu tội ác, cậu nói xem có bao nhiêu người sẽ muốn cậu chết bây giờ khu tội ác không yên bình như vậy đâu lê văn vân cười nói tôi không có giấu giếm bà bởi vì ấn tượng của bà đối với tôi không tệ mặc dù lúc trước đã lừa bà rất nhiều lần nhưng lần này sau khi bà phát hiện chúng tôi cũng không trực tiếp động thủ với chúng tôi hay làm gì cả tuy rằng bà có mục đích của bà nhưng tôi tin rằng bà cũng sẽ không làm như thế nếu muốn lừa bà bây giờ tôi có thể đồng ý với bà chờ sau khi hồi phục chân khí rồi thì tôi lại đổi ý lê văn vân nhẹ nhàng nói bà cũng không thể làm gì được tôi cho nên không cần thiết phải chơi trò chơi tâm lý nữa lê văn vân thở dài nói đương nhiên nếu như bà thông báo ra ngoài tôi cũng không còn cách nào khác nhưng tôi cũng không biết khi nào tôi hồi phục chân khí nữa có lẽ trong khi trò chuyện với bà chân khí của tôi đã hồi phục rồi cũng nên bà có thể đánh cược một chút đánh cược sau khi bà công bố tin tức ra ngoài tôi có thể bị bọn họ đánh chết hay không. Nếu tôi đã hồi phục chân khí, tôi sẽ chém chết toàn bộ bọn họ, sau đó. Nói rồi anh liếm môi, tôi lại chém chết bà. Nghe được lời của Lê Văn Vân, Doãn Nhu khựng lại một chút, sau đó cười sảng khoái nói, ồ, quả nhiên, tôi còn tưởng rằng sau 5 năm không gặp thì tính cách của cậu sẽ thay đổi. Dù sao nhìn thấy tôi mặc đồ bơi cũng đã đỏ mặt rồi. Hóa ra vẫn là tôi suy nghĩ nhiều, cậu vẫn là một người bướng bỉnh bất tuân từ trong xương tủy, lúc trước chỉ là đỉnh cấp đã dám khiêu chiến siêu cấp lê văn vân cười nói dù sao thì tôi cũng đã nói rõ nếu bà bằng lòng tham gia vào tiểu đội của tôi thì tôi sẽ đưa bà rời khỏi đây Seas không thể ngăn cản nếu bà không muốn tôi cũng không còn cách nào khác doãn nhu thở dài một hơi rồi nói vậy thì kế hoạch của các cậu là bao lâu nữa sẽ rời đi và rời đi như thế nào nếu rời đi thì có thể còn cần một khoảng thời gian nữa ở khu tội ác có một số việc phải làm. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, lần này tôi đến gặp bà đúng lúc cũng có chuyện muốn hỏi. Tôi có một vài người bạn lần đầu tiên đến khu tội ác, sau đó mất tích ở khu đông. Ngoài ra, đồng đội lúc trước của tôi, Hoàng Thi Kỳ, bà biết nhỉ. Doãn Nhu sửng sốt nói, tôi nhớ, cô gái đỉnh cấp đó có thiên phú khá cao. Cô ấy cũng biến mất ở khu đông rồi. Lê Văn Vân nhìn Doãn Nhu và nói, bà là thánh chủ của khu đông bà có tin tức gì về họ không? Mất tích ở khu đông, Doãn Nhu sửng sốt nói, cô gái trong tiểu đội của cậu, ở khu đông thì ngoài tôi ra, sợ rằng không có ai là đối thủ của cô ấy. Về phần những người khác, nếu là lần đầu tiên đến khu tội ác thì có thể sẽ bị lừa gạt hay gì đó. Khu đông lớn như vậy, bình thường tôi cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Cậu có thể đi hỏi Hotsis một chút, trong toàn bộ khu tội ác, không có gì mà Hotsis không biết, bất kể thế lực nhỏ đến đâu cũng có người của ông ta. Ngày nào cũng có người báo cáo lên cho ông ta, những việc hơi lớn một chút trong toàn thành phố chắc là ông ta đều biết. Nếu ông ta không biết thì người dưới trướng của ông ta cũng biết. Lê Văn Vân cao mày, chỗ Doãn Nhu cũng không có một chút tin tức nào sao. Audio điện tử võ tấn bền chương 731 Lê Văn Vân chết đứng Có thể khiến Hoàng Thi Kỳ biến mất không một tiếng động, người có thể làm được loại chuyện này cũng không nhiều. Lê Văn Vân biết mục đích của việc Hoàng Thi Kỳ đến khu tội ác. Kỳ thật là cô ta muốn đi theo con đường của Lê Văn Vân từng đi, đến khu tội ác để khiêu chiến một siêu cấp, cố gắng vượt qua chính mình trong trận chiến sinh tử này. Khi đó, Lê Văn Vân muốn phản đối. Anh lo lắng Hoàng Thi Kỳ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Hoàng Thi Kỳ luôn khăng khăng, điều này khiến Lê Văn Vân không thể làm gì được hầu hết mọi thời điểm hoàng thi kỳ đều nghe theo lời của lê văn vân nhưng cô ta rất cứng đầu một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được như vậy đi để tôi điều tra giúp cậu một chút có bức ảnh nào không doãn nhu hỏi lê văn vân lắc đầu ảnh của mấy người khương vĩ và ảnh của hoàng thi kỳ bên trong điện thoại di động của anh đều không lưu lại trên thực tế bản thân lê văn vân hầu như không chụp bất kỳ bức ảnh nào là một người gác đêm anh sẽ cố gắng hết mức có thể nhằm không để lộ diện mạo của mình cô bé hoàng thi kỳ đó cũng không tệ doãn nhu trầm ngâm nói người lợi hại như cô ấy không thể nào lại có thể biến mất một cách yên ắng như thế tôi có thể cho người đi hỏi một số thế lực ở khu đông xem gần đây có cô gái nào lợi hại hay không về phần những người khác muốn tìm được họ sẽ rất khó khăn lê văn vân ngạc nhiên nhìn doãn nhu bà sẵn sàng giúp tôi ư một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của Doãn Nhu, tôi không từ bỏ việc rời khỏi thành phố này, tôi chỉ đang nghĩ xem có nên tham gia tiểu đội của cậu hay không mà thôi. Nếu chọn tham gia, đương nhiên sẽ phải giúp cậu một số việc. Nếu không lựa chọn tham gia, quen biết với một cao thủ dám khiêu chiến Hot Seas cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngụ ý của bà ta là bà ta sẵn sàng hợp tác tạm thời với Lê Văn Vân, và bà ta sẽ không nói ra chuyện Lê Văn Vân đã trở về điều này khiến trong lòng lê văn vân nhẹ nhõm hơn một chút nói đến đây doãn nhu đứng lên và hỏi ở lại ăn chưa chứ lê văn vân ho khan một tiếng đương nhiên là muốn trong nhà của lại tuấn kỳ thật đồ ăn đều là do chu linh nấu vốn dĩ tài nghệ của phạm nhược tuyết khá tốt nhưng chu linh không muốn để phạm nhược tuyết xuống bếp bà ấy cảm thấy việc một cô gái xinh đẹp vào bếp như vậy là không tốt lắm hơn nữa phòng bếp của bà ấy đều đốt bằng than mà gia đình của Doãn Nhu chắc chắn có đầu bếp chuyên môn với tay nghề không tệ. Và lại không giống như Hot Seas, Hot là người phương Tây, và thức ăn của ông ta cũng là thức ăn phương Tây, Lê Văn Vân không quen. Doãn Nhu là một người phương Đông tiêu chuẩn. Doãn Nhu nhìn sắc trời rồi nói, vậy được, chúng ta đến nhà ăn đi, chắc là cũng sắp xong rồi. Lê Văn Vân nhìn về phía Lý Thu cách đó không xa. Anh chàng này đứng đó, súng bắn tỉa trên lưng cũng đã lấy, thận trọng nhìn về phía bên này, dường như một khi phát hiện điều gì đó không thích hợp thì anh ta sẽ nổ súng về phía bên này. Lê Văn Vân chết đứng. Con người Lý Thu này bình thường thì còn tốt, nhưng về khoản tán gái thì thực sự hơi nhát cái. Theo cố bạch lâu như vậy cũng chẳng học được gì. Người anh em của cậu hình như rất có định ý với tôi. Doãn nhu quấn khăn tắm quanh người, đứng dậy, nhìn về phía Lý Thu cách đó không xa. Ngày hôm qua bà dọa cậu ta sợ rồi. Lê Văn Vân nói, nói đến đây, hình như cậu ta có hứng thú với người hầu xinh đẹp của bà đấy, nếu không thì bà gả cô ta cho Lý Thu đi thôi. Doãn Nhu khẽ cười một tiếng rồi nói, cậu nghĩ nhiều quá, cô ấy. Đứng thứ 12 trong địa bảng, trợ thủ đắc lực của tôi. Lê Văn Vân, trong khi cả hai đang nói chuyện thì cùng nhau đi về phía nhà ăn. Doãn Nhu vào thay một bộ váy đen, vẫn khoe chọn thân hình nóng bỏng của mình. Lý Thu cả buổi không nói gì, chỉ nhìn Lê Văn Vân và Doãn Nhu chuyện trò vui vẻ trên bàn ăn, thỉnh thoảng cô hầu gái kia còn chủ động trêu chọc khiến anh ta đỏ bừng mặt. Sau khi ăn xong, bọn họ tạm biệt Doãn Nhu và đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, Lý Thu thở ra một hơi nói, đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lê Văn Vân hỏi, có chuyện gì vậy? Khi chúng ta rời đi, đưa Lily đi. Lý Thu nói một cách nghiêm túc. Lily là ai? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Người hầu vừa rồi đó. Lý Thu lại nghiêm giọng nói. Trường 732 làm như anh đã yêu rồi không bằng. Đầu tiên là Lê Văn Vân hơi sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì hỏi, cô ta bảo anh đưa cô ta đi ra ngoài à? Sắc mặt Lý Thu hơi ửng hồng nói, cô ấy nói, tôi, tôi cũng có hơi muốn dẫn cô ấy đi ra ngoài. Lông mày của Lê Văn Vân hơi nhíu lại, người hầu đi theo miêu nữ rõ ràng không phải người thường có lẽ cô ta thấy lý thu tương đối non nớt về mặt tình cảm nên mới lợi dụng nếu đúng như vậy thì lê văn vân phải xem kỹ lại mới được lê văn vân không giải thích nhiều anh nhìn lý thu nói người anh em anh vẫn còn quá trẻ nhiều năm như vậy rồi anh là một trong những người gác đêm hàng đầu xem như là đã trải qua rất nhiều chuyện sao không hẹn hò yêu đương chứ lý thu bĩu môi nói tôi bận quá hoàn toàn không có thời gian yêu đương nói đến đây anh ta trừng mắt nói, má nó, anh làm gì có tư cách nói tôi. Làm như anh đã yêu rồi không bằng. Lê Văn Vân bĩu môi nói, tôi đã từng kết hôn, còn hơn cả yêu đương. Nói đến đây, Lê Văn Vân như đang suy nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên vỗ đùi nói, chết toi, vừa rồi nói chuyện chính lại quên mất một chuyện. Cái gì, Lý Thu hỏi, quên đòi tiền của Doãn Nhu, Lê Văn Vân tiếc núi nói. Lý Thu cau mày nói, hay là chúng ta quay trở lại đòi bà ta một chút." Lê Văn Vân lắc đầu nói, "Thôi bỏ đi, phiền phức quá. Bất luận chúng ta có đòi tiền bà ta hay không thì chúng ta cũng phải tiếp tục đến quán ba của bà ta làm việc. Bây giờ có mấy vạn cũng đủ rồi, hơn nữa thu nhập của Cố Bạch ở bên Lâm Chí Viễn hẳn là cũng không tệ." Lê Văn Vân không có khái niệm nhiều về tiền bạc, cảm thấy đủ để chi tiêu là được. Bên quán ba, anh sẽ không từ bỏ và tiếp tục đi dù sao bên kia có thể thu thập được không ít tin tức lý thu gật đầu nói được rồi buổi tối tiếp tục đi làm à lê văn vân gật đầu nói đúng vậy bọn họ chạy về phía nhà lại tuấn lại đi hơn một tiếng đồng hồ thì mới quay trở lại khu vực lân cận nhà tại tuấn vừa định bước vào cửa lê văn vân đột nhiên đưa mắt nhìn về phía đối diện nhà của lại tuấn nơi đó có một căn nhà trống trải trước đây không có ai ở trong khu ổ chuột còn có rất nhiều nhà trống nhưng Lê Văn Vân liếc mắt liền phát hiện lúc này có thêm một quầy hàng. Trước gian hàng, một ông lão đeo kính dâm đang ngồi, trước mặt có một cái bàn, trên bàn bày nhiều thứ khác nhau. Thoạt nhìn, đó là một thầy bói. Quần áo của ông ta rách nát, có phần giống với người đàn ông lưu lạc ngày hôm qua. Tất nhiên, sự chú ý của Lê Văn Vân chủ yếu đổ dồn vào cô gái bên cạnh ông ta. Cô gái trong 17, 18 tuổi, cầm que kem trong tay, mỉm cười ngọt ngào ngồi bên cạnh ông lão. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, đường nét thanh tú. Cô ta mặc trang phục người Hán phảng phất hương vị mỹ nhân cổ điển. Nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, cô ta nở cười ngọt ngào nhìn đám người Lê Văn Vân, vất tay đám người Lê Văn Vân, anh trai, xem bói không. Lê Văn Vân và Lý Thu liếc mắt nhìn nhau một cái. Có gì đó không ổn, trong khu ổ chuột của khu tội ác không thể nào xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy hơn nữa cô gái xinh đẹp như vậy còn xuất hiện dưới tình huống rêu rao lộ diện. Theo lý thuyết, các cô gái xinh đẹp sẽ là mục tiêu chú ý của những người từ các thế lực khác. Giống như Phạm Nhược Tuyết, đi dạo phố đã bị cả đám người theo dõi. Ngoại hình của cô gái này chắc chắn là đỉnh cao, và lại trên người còn có vẻ thông minh đáng yêu đặc biệt. Phố này không thu phí bảo kê, khi những người nghèo khác biết chuyện thì tự nhiên sẽ đổ về phố này nhưng một ông lão và một cô gái xinh đẹp lại dựng quầy hàng ở đây để coi bói, hai người này e là không tầm thường. Lê Văn Vân và Lý Thu nhìn nhau, cảm thấy có chút tò mò, sau đó đi tới, ngồi xuống đối diện với họ. Lê Văn Vân hỏi, tính tiền như thế nào? chương 733, không biết có cách nào hóa giải không? Ông lão đeo kính dâm cười nói, cậu ở đối diện à? Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng mấy vị ở đối diện đã tạo nên một con phố dài ổn định cho những người nghèo chúng tôi. Dù tôi không biết sự ổn định này có thể tồn tại được bao lâu, nhưng chỉ cần người ở cửa đối diện đến xem bói thì đều miễn phí hết. Ông lão cười nói. Lý Thu bĩu môi nói, cái này của ông, có chính xác không? Chính xác hay không, phải xem các cậu thôi. Ông lão cười nói, có muốn thử không? Dù sao cũng là miễn phí, Lê Văn Vân cũng muốn thử độ sâu cạn của người này một chút. Anh mỉm cười nói, được, Cần tôi làm cái gì? Cậu không cần phải làm gì cả. Ông lão nói tôi giỏi nhất là sờ xương. Sau đó, ông ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Lê Văn Vân và sờ soạn đầu của Lê Văn Vân. À, ông lão đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó lại sờ soạn qua lại. Tay ông ta đã hơi run lên. Một lúc sau, ông ta nuốt nước bọt trở lại vị trí của mình, sau đó tháo kính dầm xuống, nhìn Lê Văn Vân nói Cậu trai, gần đây cậu sẽ có tai họa đổ máu. Lê Văn Vân và Lý Thu, má nó vừa mở miệng đã biết đây là một kẻ chuyên lừa gạt rồi. Mặc dù trong lòng tỏ ra khinh thường nhưng Lê Văn Vân vẫn vô cùng quan tâm hỏi, không biết có cách nào hóa giải không. Ông lão cười hì hì nói, cách hóa giải không khó. Vừa nói, ông ta vừa duỗi năm ngón tay ra và nói, 500 đồng mua được mạng sống của cậu, tôi nghĩ chắc là có lợi. Lê Văn Vân bĩu môi, thực sự miễn phí mới là đắt nhất. Miễn phí của anh lại gặp được tai họa đẫm máu, quả nhiên là chiêu trò của mấy kẻ chuyên lừa gạt. Này, dùng chiêu này bịp người không được đâu nhé." Lý Thu khinh thường nói. "Thứ này, tin thì có, không tin thì không có. Đến lúc cậu thực gặp phải tai họa đổ máu, muốn tìm cách thì đã muộn rồi. 500 Luca, mua rồi không bị lỗ, cũng không bị lừa." Ông lão cười tủm tỉm nói, "Đương nhiên, nếu cậu đáp ứng một yêu cầu của tôi, tôi có thể nói cho cậu miễn phí Lê Văn Vân vô cùng hứng thú hỏi, "Yêu cầu gì?" "Cậu cưới cô cháu gái này của tôi." Ông lão cười hì hì nói. Bên cạnh ông ta, cô gái kia sững sờ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, "Ông ơi, cháu mới 17 tuổi thôi mà." "17 tuổi thì làm sao? Lúc bà nội cháu 17 tuổi đã sinh ra bố cháu rồi đấy." Thầy Bói nói. Lê Văn Vân xua tay nói, "Hay là thôi đi, vị thành niên đó. Chờ cô bé trưởng thành thì tôi có thể cân nhắc." Thôi bỏ đi, tôi về nhà. Cậu trai à, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì có thể tới tìm tôi." Thầy Bói cười nói, "500 luka, cậu có thể mua được mạng của cậu, đương nhiên cũng có thể mua một ít tin tức về khu tội ác. Đồng giá 500 luka, không lừa già dối trẻ, tôi nghĩ hẳn là cậu rất gần." Lê Văn Vân hoàn toàn không tin, anh đứng dậy trở về nhà cùng Lý Thu. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, ánh mắt của thầy Bói hơi nheo lại, sau đó đưa cặp kính dâm lên che mắt mình bên cạnh cô bé kia cắn răng nói ông nội vừa rồi khi cháu thấy ông sờ xương tay run lắm người đó có chỗ nào không đúng sao không đúng không đúng ghê lắm ông lão thở hắt một hơi nói là long cốt nha cháu gái à nếu như cháu muốn rời khỏi thành phố này để đi xem thế giới bên ngoài có lẽ cậu ta có thể dẫn cháu đi ra ngoài cũng không chừng đương nhiên cậu ta thật sự có thảm họa đẫm máu ông nội Thủ đoạn lừa gạt người khác của ông thì lừa những người khác là được rồi, sao còn gạt cháu? Cô gái nói không nên lời, không phải ông lừa gạt người ta nhiều quá rồi nên thật sự cảm thấy bản thân là một cao thủ xem bói đó chứ. Thầy bói ho khan một tiếng rồi nói, "Không phải, vì ông đoán được đại khái cậu ta là ai rồi." "Ai vậy?" cô gái hỏi. "Không thể nói, không thể nói." Thầy bói nói xong, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lê Văn Vân lẩm bẩm nói, nếu bạn tin tức của cậu ta đi giá trị bao nhiêu tiền chứ? 500 Luca cũng không đủ, ít nhất có thể bán được 1.000 Luca đấy. chương 734, anh quen với kẻ đó sao? Lê Văn Vân hoàn toàn không để tâm đến lời nói của đám bịp bợm giang hồ này. Anh về tới nơi ở của mình. Lúc này trên bàn, mấy người Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ăn. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua bàn ăn, phát hiện món ăn trên bàn đã tinh xảo hơn rất nhiều anh nhìn một cái cũng có thể nhận ra đây là tay nghề của Phạm Nhược Tuyết. Rõ ràng hôm nay Phạm Nhược Tuyết không nhịn được mà xuống bếp rồi. Nhìn thấy đám người Lê Văn Vân trở lại, Chu Linh vội nói, Lê Văn Vân, các cậu vẫn chưa ăn đầu nhỉ. Không ngờ tay nghề của bác sĩ Phạm lại tốt như vậy. Các cậu vẫn mau tới nếm thử xem. Lê Văn Vân vội ho khan một tiếng rồi nói, hôm nay cháu đi ra ngoài đã đi ăn trong nhà bạn rồi, các người cứ ăn đi. Phạm Nhược Tuyết ngồi đó, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Cô nhàn nhạt nói, hình như anh nói chuyện phiếm với người ta rất vui nhỉ. Đều là bàn chuyện công việc, Lê Văn Vân nói nhanh. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, ăn từng miếng nhỏ, không nói thêm gì nữa. Lý Thu quay lại lầu 2, đặt súng bắn tỉa xuống. Lúc này, Phạm Nhược Tuyết có vẻ đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, sau đó mở miệng nói, lên đây với em, em có chuyện muốn nói với. Anh, Lê Văn Vân gật đầu, đi theo Phạm Nhược Tuyết lên lầu, sau đó anh vội vã nói, Nhược Tuyết à, anh nghiêm túc đấy, anh chỉ nói chuyện chính với bà ta thôi. Doãn nhu này muốn anh đưa bà ta đi khi anh rời đi. Anh đang cân nhắc, nếu có thể lừa một siêu cấp vào tiểu đội của chúng ta cũng cực kỳ không tệ. Nói chuyện một chút sau đó lại hỏi thăm tin tức của mấy người số 2, nhưng Doãn nhu đều không có phát hiện gì. Sau đó Lê Văn Vân lại vội vàng nói, chủ yếu là do Lý Thu thằng nhóc Lý Thu này nhìn chúng một người hầu của Doãn Nhu. Người hầu đó rất xinh đẹp, nhưng lòng dạ không tốt lắm, lại còn lấy sắc dụ dỗ Lý Thu. Anh chàng Lý Thu này không có định lực, nhưng anh cân nhắc Lý Thu là một tên FA, cho nên mới giúp cậu ta tán gái. Kết quả anh chàng này không có năng khiếu, anh cũng không còn cách nào khác. Ở tầng 1, Lý Thu là một tồn tại cao cấp, thính giác cũng rất tốt, tất nhiên nghe được lời của Lê Văn Vân anh ta không nhịn được mà mắng một câu, má nó. Em không có hứng thú với chuyện anh của anh ta, nên đừng giải thích gì với em cả. Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Má, không có hứng thú mà anh vừa về em đã chèn ép anh. Người gác đêm ở đây đã liên lạc với em, Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng hỏi, nói cái gì? Chủ yếu nói về hai chuyện. Thứ nhất, số lượng người gác đêm hoa hệ ở thành phố này họ phân bố ở mọi tầng lớp xã hội, tổng cộng có khoảng 60 người, trong đó có 8 người đỉnh cấp. Không có đánh số trong người gác đêm, Phạm Nhược Tuyết nói. Sau khi vào thành phố này, hầu hết bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng cả phần đời còn lại không rời đi được. Đương nhiên số hiệu của bọn họ trong người gác đêm cũng sẽ bị hủy bỏ, trở thành thành viên của ám võng của bộ phận thu thập thông tin tình báo. Đương nhiên, cũng rất khó truyền tin tức đi ra ngoài từ thành phố này nhưng những người ở thành phố này đã và đang âm thầm làm tất cả những điều này. Chuyện thứ hai là chuyện của bọn Thị Kỳ. Sự biến mất của bọn Khương Vĩ và bọn Thị Kỳ đều liên quan đến một người, Phạm Nhược Tuyết nói. Hả, Lê Văn Vân Cao mày hỏi, ai? Người tới nói rằng chắc là các anh biết, mật danh của người đó. Ngân Hồ, Phạm Nhược Tuyết nói. Hả, Lê Văn Vân Cao mày, là anh ta? Anh quen với kẻ đó sao? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Không quen, ở một mức độ nào đó, hắn không còn là người gác đêm nữa. Anh ta là thành viên số một bí ẩn của tiểu đội. Anh ta quả thật nằm trong biên chế của người gác đêm, nhưng từ khi gia nhập người gác đêm, anh ta vẫn chỉ ở trong thành phố này. Lê Văn Vân nói, mối quan hệ với anh ta là gì? Dù là bọn Khương Vĩ hay bọn Hoàng Thi Kỳ, người cuối cùng liên lạc đều là anh ta. Phạm Nhược Tuyết nói, tương tự, bây giờ người này cũng mất tích và không thể tìm thấy được nếu thật sự là người này ra tay, Lê Văn Vân cũng không lo lắng lắm. Lê Văn Vân biết sức chiến đấu của Ngân Hồ này, anh ta cũng không phải loại người đặc biệt lợi hại. Hoàng Thi Kỳ thừa sức đối phó với anh ta, kể cả Ngô Nghiêu cũng có thể chiến đấu với anh ta. Nhưng Lê Văn Vân không biết mục đích của anh ta là gì, và sự việc này có liên quan gì đến số một thần bí của người gác đêm. chương 735 tôi gặp ai không liên quan gì đến ông. Vị trí số một của người gác đêm chưa bao giờ thay đổi. Anh ta cực kỳ bí ẩn, chỉ sợ trừ chắc nhất Minh và Vương Hồng ra, không ai biết anh ta là ai. Khi Lê Văn Vân lên đến số 0, đều là trực tiếp nhảy từ số 2 lên, bỏ qua vị trí số 1. Lê Văn Vân nghi ngờ rằng người này là Minh Sùng, ông chủ của Tứ Hợp Lâu. Dù sao, Minh Sùng từng nói rằng anh ta là một người gác đêm. Nếu là người của ám võng, lòng ưng đài không thể nào không biết. Anh ra rất thần bí, hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu của số 1 hơn nữa anh ta luôn sống trong tứ hợp lâu nhưng dường như biết mọi thứ về thế giới bên ngoài tương tự như hotzis nhưng anh ta không thừa nhận mà chắc nhất mình cũng chỉ thừa nhận rằng anh ta là một người gác đêm mà thôi nếu anh ta thực sự là số một và sự biến mất của hoàng thi kỳ khương vĩ và những người khác thực sự có liên quan đến người này lê văn vân không quá lo lắng ít nhất anh có thể chắc chắn mấy người hoàng thi kỳ chắc hẳn không có nguy hiểm gì điều duy nhất anh lo lắng là sự biến mất của bọn họ không liên quan đến tất cả những điều này và thậm chí ngân hồ đó có thể cũng là nạn nhân anh lo lắng trong lòng nhưng cũng biết rằng lo lắng hoàn toàn vô ích không còn cách nào khác hiện tại mọi thứ đều mờ mịt lê văn vân thở dài nói muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện thì vẫn phải hỏi thằng cháu trai hot sis kia nhưng đáng tiếc là chân khí của anh không biết khi nào thì mới có thể khôi phục buồn thổi ruột Phạm Nhược Tuyết cao mày nói, các chức năng cơ thể của anh đã hoàn toàn trở lại bình thường. Đây là lần đầu tiên anh ở trong tình huống này, bây giờ em cũng có phần không chắc chắn. Nhưng mà, anh tin tưởng vào y thuật của em, sớm hay muộn em cũng sẽ làm cho anh khôi phục. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân vang lên, Lý Thu chạy tới mồ hôi nhễ nhại. Anh có chuyện gì vậy? Lê Văn Vân cao mày hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Thu. Lý Thu thở dài nói, có tin tức rồi, tin tức của Doãn thị Đan. "Hả?" Lê Văn Vân cau mày hỏi. Lý Thu thở ra một hơi rồi nói, vừa rồi ở phía dưới tôi nghe thấy anh nói xấu tôi, tôi cảm thấy nghe tiếp nữa thì tôi sẽ vạch trần anh, bèn đi ra ngoài xem thử thằng nhóc con ngao húc kia có để lại tin tức cho chúng ta hay không. Kết quả sau khi đi qua, quả nhiên phát hiện thằng nhóc kia để lại một tin nhắn ở đó. Nói là đã nghe được tin tức của Doãn thị Đan rồi bảo chúng ta đi qua đó rồi sẽ nói chi tiết hơn. Lê Văn Vân thở hắt ra, trên mặt lóe lên sát ý, nói, đi. Ngay khi đám người Lê Văn Vân đi ra ngoài để tìm Ngao Húc, ở giữa khu tội ác, trong trang viên giống như một lâu đài của Hot ở cổng, Doãn Nhu trong bộ váy đen chậm rãi bước vào đó. Chẳng mấy chốc, bà ta được đưa vào một đại sảnh. Bên trong, Hot đang ngồi trên ghế sofa, tay lắc lư một ly rượu vang đỏ. Nhưng Doãn Nhu không để ý đến ông ta, thay vào đó đặt ánh mắt vào một người có khuôn mặt vô cảm bên cạnh. Nhìn thấy người này, sắc mặt bà ta hơi thay đổi, sau đó làm lễ chào rồi nói: "Ngài Minh, ngài. Ngài đã trở lại." Dường như bà ta có hơi e ngại người này. "Đúng vậy, đó là Minh Sùng. Anh ta đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt không chút biểu cảm." Anh ta nhìn thoáng qua Doãn Nhu, sau đó mở miệng nói: "Từ biệt 20 năm, không ngờ bà cũng đã đến siêu cấp rồi." doãn nhu mỉm cười lúc này hotzis lên tiếng nghe nói bà gặp qua lê văn vân rồi doãn nhu cau mày nói hotzis đừng vươn tay đến chỗ tôi tôi gặp ai không liên quan gì đến ông minh sùng cậu nhìn đi tôi đã theo đuổi bà ấy mấy chục năm rồi nhưng bà ấy vẫn thở ơ với tôi như vậy ngược lại quá hời cho thằng nhóc lê văn vân kia hotzis mắng sau đó ông ta lại nghiêm nghị nói doãn nhu tôi biết bà muốn sử dụng Lê Văn Vân để rời khỏi đây. Nhưng tôi nói cho bà biết, không có khả năng, ít nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng. Lần này, Lê Văn Vân cũng không có khả năng rời khỏi nơi này. Thật sao, Doãn Nhu nói, 5 năm, năm trước, không phải ông cầu xin cậu ta rời đi sao? Hotsis lắc đầu nói, lần này thì khác, chắc nhất mình sẽ không xuất hiện nữa. Cậu ta muốn rời đi, trừ phi đánh bại tôi. Làm sao ông biết cậu ta không thể đánh bại ông?" Doãn Nhu cười khẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 736, Doãn Nhu, bên ngoài không tốt như bà nghĩ đâu. "Làm sao ông biết cậu ta không thể đánh bại ông?" Doãn Nhu nhìn Hotzis, nói như giận dỗi. Hotzis bật cười, ông ta nâng ly rượu đỏ, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, nhẹ giọng nói, "Bà hoàn toàn không biết gì về vị trí thứ hai trên thiên bảng cả." Lại nói tiếp, tôi cũng rất mong chờ cậu ta có thể đến khiêu chiến tôi tôi cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi ra tay trên thế giới này người tôi e dè chỉ có trác nhất minh mà trác nhất minh ông ta chỉ có một cơ hội để hạ đao tôi thừa nhận tôi quả thật không chống đỡ được một đao đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng trác nhất minh chém ra một đao đó cũng sẽ chết trác nhất minh không ra tay trên đời này không có ai là đối thủ của tôi cho dù mạnh như trác nhất minh cuối cùng cũng chỉ có thể một đổi một với tôi mà thôi. Hotsis nhẹ giọng nói, về phần Lê Văn Vân, có thể giết chết hai người đứng ở vị trí khoảng thứ bảy trong thiên bảng quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng bị thương nặng, mà cho dù đem có ra tay, ông ta cũng có thể toàn thân trở ra sau khi giết chết thêm hai người nữa, chứ không phải khiến bản thân mình suýt nữa chết đi. Nói đến đây, ông ta lắc lắc ly rượu đỏ nói, thiên phú của cậu ta không thể nói là không mạnh, nhưng cậu ta trở thành siêu cấp không đến thời gian 5 năm ngắn ngủi, cậu ta có thể hấp thu được bao nhiêu xương? 3 miếng, 5 miếng. Ông ta không chú ý rằng, khi ông ta nói đến đây, Minh Sùng ở bên cạnh ông ta có biểu cảm hơi kỳ lạ. Hotzis không rõ lắm, nhưng Minh Sùng biết nếu Lê Văn Vân nhận được xương là có thể trực tiếp hấp thu. Không giống như hầu hết các siêu cấp, cần có thời gian để hấp thụ. Đương nhiên, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Minh Sùng không trực tiếp giải thích, Hotzis nhàn nhạt nói, cho nên, Lê Văn Vân muốn rời khỏi nơi này, lúc này đây là không quá có khả năng. Tôi không phủ nhận thiên phú của cậu ta, tương lai có lẽ cậu ta có thể đánh bại tôi, nhưng hiện tại nhất định không thể. Doãn Nhu cau mày. Doãn Nhu, bên ngoài không tốt như bà nghĩ đâu." Hotzis lại nói. Bất kể thế nào, lần này tôi cũng sẽ có lựa chọn của riêng mình." Doãn Nhu nói, nếu không sao, tôi sẽ rời đi. Còn một chuyện nữa, lúc này hotsis lên tiếng đây là ý của ngài minh không nên dùng lực lượng trong tay bà trợ giúp lê văn vân bao gồm việc giúp cậu ta tìm người cho cậu ta tiền v v tất cả mọi thứ hãy để cho cậu ta tự sinh tự diệt doãn nhu kinh ngạc nhìn về phía minh sùng minh sùng gật đầu thấy minh sùng gật đầu bấy giờ doãn nhu mới vội vàng thở ra một hơi cúi đầu nói với minh sùng tôi hiểu rồi lê văn vân đương nhiên không biết tất cả những điều này lúc này anh đang đưa lý thu rời khỏi nhà lại tuấn đi thẳng đến khu tây của khu tội ác phạm nhược tuyết vốn dĩ muốn đi cùng nhưng lê văn vân vẫn phủ quyết người đẹp phạm nhược tuyết đi cùng sẽ luôn thu hút sự chú ý không cần thiết tôi đang cân nhắc nên nghĩ cách tìm một chiếc xe mới được lê văn vân nói tôi hy vọng cố bạch có thể hiểu được gì đó lấy một chiếc xe từ lâm chí viễn về lý thu bĩu môi nói có lẽ anh ta không có tâm trí này đâu Đầu óc của anh ta dành hết cho việc tán gái rồi. Hai người vừa cười vừa nói đi về phía khu Tây, đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến Dạ Lai Hương, sau đó hai người họ trực tiếp đi vào một sòng bạc bên cạnh Dạ Lai Hương. Ở khu tội ác có một số nơi kinh doanh tốt nhất. Một là nơi phong nguyệt như Dạ Lai Hương, nơi thứ hai là sòng bạc. Ở đây có vô số người đánh bạc, có vô số người muốn làm giàu chỉ qua một đêm, vì vậy vẫn có rất nhiều người ở những con phố ổ chuột. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến đánh bạc mấy lần mỗi tháng để kiếm tiền. Lê Văn Vân bước vào trong, mũi anh hơi nhăn lại. Sòng bạc này có quy mô không lớn, với lại vàng thao lẫn lộn, thị trường không quá lớn. Những người ra vào đều là một số người tương đối thấp ở khu tội ác. Vì vậy, môi trường không tốt lắm, trong không khí toàn là mùi mồ hôi. Chương 737, môi trường trong sòng bạc của cậu quá tệ. Phía trên của sòng bạc có năm vũ công đứng bên cạnh cây sào, Bọn họ có dáng người nóng bỏng, thỉnh thoảng vòng qua cây xào một lúc. Người thắng bên cạnh sẽ trực tiếp kéo bọn họ đến dạ lai hương. Những người này đều là mấy cô nàng ở dạ lai hương, giá cả không hề rẻ. Sau khi Lê Văn Vân đến, ở cửa, một người đàn ông cường tráng cao mày khi nhìn thấy hai người họ và nói, mua thẻ đánh bạc sao? Chúng tôi tìm người, Lê Văn Vân nói. Tìm người thì đi nhà khác người đàn ông cường tráng nói với vẻ không kiên nhẫn. Lý Thu khẽ cau mày, sau đó nhẹ giọng nói, chúng tôi tìm Ngao Húc. Người đàn ông cường tráng sửng sốt, đánh giá hai người Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, sau đó dường như đã nghĩ ra điều gì, nhanh chóng lễ phép nói, chờ một chút. Nói rồi gã chạy vào phòng, chẳng mấy chốc, Ngao Húc đã chạy tới, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân và Lý Thu, mái tóc rối bù của cậu ta run lên vì phấn khích. Anh Vân, anh Thu cậu ta cười híp mắt nhìn hai người họ, hai người đến rồi. lê văn vân nhăn lại mũi nói, chúng ta đi xuống nói chuyện đi. ngao hút gật đầu. sau khi đi xuống lầu, lý thu cao mày nói, môi trường trong sòng bạc của cậu quá tệ. người ra vào đều là người ở tầng lớp dưới, đa số đều là người lộn xộn, và lại sòng bạc này cũng không phải của em, em chịu trách nhiệm trông chừng sân bãi thôi. ngao hút kho khan nói. doãn thì đàn đâu? lê văn vân hỏi. Anh lười tán gẫu với cậu ta mấy chuyện này, mục đích của anh vẫn là Doãn Thi Đan. Ngao Húc nhìn xung quanh rồi thở phào nói, "Anh Vân, chuyện là như thế này, em không tìm thấy tin tức gì về Doãn Thi Đan. Nhưng, một người anh em của em nói cho em biết Doãn Thi Đan từng là người của Phất Lai, thủ lĩnh thế lực lớn nhất khu Tây hiện nay. Lúc ấy thuộc hạ của anh ta có 12 đặc công nữ, được gọi là 12 châm." Những người này đều có nhiệm vụ thu thập một số tin tình báo về các thế lực khác ở khu Tây Quận hoặc toàn bộ khu tội ác cho anh ta. 12 người này đều có một số bản lĩnh riêng của bọn họ. Về sau, chuyện của 12 châm bị người khác biết được, phần lớn mọi người đều bị thảm sát, chỉ còn lại có một ít sống sót. Mà Doãn Thi Đàn quả thực là một trong những người sống sót. Chẳng qua 5 năm trước, lần mà các anh đã rời đi, người này cũng biến mất theo, lúc đó người ta đều nghĩ cô ta chết rồi. Nhưng bây giờ có vẻ như cô ta có thể là đã lặng lẽ chạy trốn ra ngoài cùng thuyền của các anh." Ngao Húc nói một hơi. Lê Văn Vân cau mày, anh không ngờ rằng duyên phận của mình với người này lại bắt đầu từ 5 năm trước. "Còn bây giờ thì sao?" Lê Văn Vân hỏi. "Nếu cô ta quay lại, hoặc sẽ đến gặp Phất Lai, nhưng điều này khá khó xảy ra." Phất Lai khét tiếng tàn nhẫn ở khu Tây và toàn bộ khu tội ác. Ngao Húc nói, "Mà cô ta đã trở lại" rất có khả năng sẽ đi đầu nhập cho ai đó. Hả, Lê Văn Vân hỏi dò, ai? Cũng là một người trong 12 châm, trước đó từng là sư phụ của Doãn Thi Đan, được gọi là Từ Tiểu Hồng, bây giờ vẫn còn là thuộc hạ của Phất Lai, phụ trách nơi lớn nhất dưới tay Phất Lai, trung tâm tắm rửa tử tinh. Ngao Húc nói, đương nhiên, đây chỉ là em suy đoán. Anh có thể trực tiếp đến tìm Phất Lai hỏi một chút. Anh ta nhìn thấy anh thì có lẽ sẽ chẳng dám ho hay chút nào, chỉ dám tung tăng tung tẩy thả người ra thôi. Lê Văn Vân cau mày, nếu anh đã khôi phục chân khí thì anh đi tìm Phất Lai cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa khôi phục chút chân khí nào, nếu bị Phất Lai phát hiện, đừng nói là Phất Lai không dám ho he, có lẽ thằng nhóc này sẽ trực tiếp thải phân lên đầu Lê Văn Vân luôn ấy chứ. 5 năm, năm trước, Phất Lai bị đoàn người Lê Văn Vân chỉnh rất thê thảm. Nhưng dù thế nào đi nữa, doãn thi đan này cũng nên trả giá một chút mới được cho dù là đánh cược lê văn vân cũng phải đánh cược thứ anh muốn đánh cược là cho dù phất lai like ra mặt nhìn thấy mình dưới tình huống không biết mình đã mất đi chân khí anh ta cũng không dám ho he tiếng nào đưa tôi đến trung tâm tắm rửa tử tinh tôi sẽ gặp từ tiểu hồng đó lê văn vân khẽ cười một tiếng rồi nói ngao húc vội vàng gật đầu cậu ta rút chìa khóa xe ra bấm về phía bên cạnh Cậu ta biết rõ Lê Văn Vân đang đứng trước mặt là loại người nào. Mặc dù cậu ta không biết tại sao đám người Lê Văn Vân không muốn để lộ bản thân, nhưng cậu ta biết rằng đây là một cái đùi khổng lồ. Nếu có thể ôm được cái đùi này, cậu ta ở bên cạnh cũng có thể lăn qua lăn lại thật vui vẻ, ít nhất tốt hơn nhiều so với bây giờ. Chương 738 không chịu được không chịu được. Vì lần này có xe, tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Trung tâm tắm rửa tử tinh nằm ở vị trí trung tâm khu Tây. So với 5 năm trước, toàn bộ khu Tây không có nhiều thay đổi. Lúc trước khi đám người Lê Văn Vân đến đây, địa điểm hoạt động chính là xung quanh khu vực phía Tây. Đến trước câu lạc bộ, Lê Văn Vân xuống xe. Lý Thu hỏi, "Hay là tôi đến tòa nhà cao tầng bên cạnh đi?" Bên cạnh có một tòa nhà cao hơn 10 tầng, nơi đó chính là vị trí bắn tỉa tốt nhất. Lúc này đây, dù sao cũng phải giao thiệp với kẻ thù cũ anh ta vẫn lo lắng sẽ có chút nguy hiểm. Không cần, Lê Văn Vân mỉm cười nói, Phất Lai chắc là đã có bóng đen tâm lý rồi. Tuy nhiên đứa cháu trai này quả nhiên có năng lực, 5 năm trước suýt chút nữa bị chúng ta đánh tan, không ngờ sau 5 năm, anh ta vẫn có thể trở thành thứ nhất khu Tây. Không còn cách nào khác, dù sao anh ta cũng là người đứng thứ ba trong địa bảng, thực lực cá nhân rất mạnh. Lúc trước sau khi các anh đi khỏi, những người cũ của anh ta lại nhanh chóng được anh ta thu nạp lại ngao húc nói sau đó chẳng mấy chốc bọn họ đã trỗi dậy mà lúc trước nói đến đây cậu ta cau mày lê văn vân không nói gì chỉ nhìn cánh cửa câu lạc bộ trước mặt sau đó bình tĩnh nói chúng ta vào đi bước vào câu lạc bộ nơi này không bị cản trở quá nhiều so với thành phố bên ngoài chết tiệt lê văn vân vừa bước vào đôi mắt không khỏi nhìn thẳng thế này đỉnh quá rồi đó ngao húc cười khà khà nói kể từ khi các anh rời đi Đường dây của bọn em đã bị đàn áp, thu nhập của em bị thu hẹp đáng kể. Cố Bạch mà biết có lẽ đã xong rồi, Lý Thu nói. Khi thực hiện nhiệm vụ, anh ta đã thấy đủ loại tình huống. Tình huống như thế này vẫn còn ổn, dù sao cũng khác với loại cô gái bình thường tán tỉnh. Anh ta, ngay khi bọn họ đang cảm thán, một người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề, dáng người cực kỳ tốt nhanh chóng đi tới cô ta dường như nhìn thoáng qua đã nhận ra lê văn vân chính là thủ lĩnh trong ba người họ cô ta chủ động đi đến bên cạnh lê văn vân khoác lên tay lê văn vân cô ta cười ngọt ngào nói anh chàng đẹp trai anh đến đây chơi à anh muốn trình độ nào lê văn vân nhìn cô ta trên ngực cô ta có một cái nhãn với hai chữ tiêu tiêu có lẽ là tên của cô ta ở chỗ này lúc này ngao húc dường như là khách quen cười hỏi giá của cô là bao nhiêu tôi người ta là người đứng đắn nha người phụ nữ kia cười ngọt ngào nói đương nhiên nếu như anh có đủ tiền thì em có thể trở nên không đứng đắn người ta cũng có thể không phải người có thể là mèo có thể là chó lê văn vân không chịu được không chịu được lê văn vân thở hắt ra một hơi anh không dám tiếp tục dây dưa chuyện này nữa sợ mình thật sự nhịn không được ho khan một tiếng rồi nói chúng tôi tới đây tìm người nghe nói đám người lê văn vân đến đây không phải để tiêu tiền mà là để tìm người, sắc mặt tiêu tiêu đột nhiên lạnh đi. Cô ta buông cánh tay của Lê Văn Vân ra, nói với giọng điệu lạnh như bằng, nếu tìm người thì tự tìm đi. Ngao húc nhíu mày, cô có thái độ gì đó, cô có biết người trước mặt cô là ai hay không? Tiêu tiêu khinh thường nói, tôi không quan tâm anh ta là ai. Ở khu Tây, có ai dám gây chuyện ở chỗ chúng tôi chứ? Cô ta mang vẻ mặt khinh thường nói, muốn tìm người thì nhanh lên. Tôi cho các anh 5 phút đồng hồ sau 5 phút, nếu không tìm được người thì cút ra khỏi đây. Lê Văn Vân cũng nói thẳng vào vấn đề, tôi đang tìm người phụ trách của cô, một người phụ nữ tên từ Tiểu Hồng. Chị Tiểu Hồng, tiêu tiêu nhìn Lê Văn Vân với nụ cười như có như không, chị Tiểu Hồng là người mà anh có thể gặp à. Nhanh lên, đừng có gây chuyện ở đây nữa, anh phải biết rõ đây là nơi nào đấy. Rõ ràng là bởi vì Phất Lai, người phụ nữ này đã quen diễu võ dương oai ở nơi này nên trực tiếp phát lệnh đuổi khách rồi. Chương 739 kinh hoàng, khiếp sợ. Sự tức giận xẹt qua trên mặt Ngao Húc, lúc này, Lê Văn Vân ngăn cậu ta lại, anh nhìn Tiêu Tiêu, nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy thì tôi trực tiếp chọn đi. Cô đi nói với Từ Tiểu Hồng, tôi ở cửa chờ cô ta. Cô cứ nói với cô ta, tôi là anh họ của Liễu Ngọc, tôi đợi cô ta ở cửa. Mà tôi chỉ cho cô ta thời gian 5 phút, nếu 5 phút sau tôi không thấy cô ta ở cửa thì cô ta sẽ chết lê văn vân nhìn tiêu tiêu giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ chân thật đáng tin tiêu tiêu ngây ngẩn cả người sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường cô ta nhìn lê văn vân nói hóa ra là tìm đến chuyện này anh cho rằng nơi đây là nơi nào cô ta vừa định chèn ép hai câu nhưng phát hiện lê văn vân không để ý đến cô ta nữa lê văn vân dẫn ngao húc và lý thu trực tiếp bước ra cửa cả khuôn mặt ngao húc tràn đầy hưng phấn kiêu ngạo Quá kiêu ngạo. Trong lãnh địa của Phất Lai, trực tiếp la hét và đe dọa Phất Lai như thế này là điều mà trước đây cậu ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bên trong câu lạc bộ, Tiêu Tiêu nhìn Lê Văn Vân đang đi xa, lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới, hỏi Tiêu Tiêu, chuyện gì vậy, ai chọc em không vui rồi, anh giúp em đánh nó. Ba người đó, Tiêu Tiêu chỉ vào Lê Văn Vân ở bên ngoài và nói, bọn họ đến tìm chị Tiểu Hồng, hình như là đến gây phiền phức thì phải đến địa bàn của chúng ta gây phiền toái sao? Anh thấy là nó không muốn, sống nữa rồi, gã đàn ông cường tráng diếu cợt nói, anh sẽ giúp em dạy cho nó một bài học. Anh ta vừa nói vừa xua tay, trong nháy mắt lập tức có 7-8 người khác đứng dậy đi về phía cửa. Bọn họ bước tới cửa, nhanh chóng vây quanh đám người Lê Văn Vân. Gã đàn ông cường tráng nhìn Lê Văn Vân hỏi, chính tụi mày tới chỗ tạo gây chuyện hả? Lê Văn Vân dương mắt nhìn về phía gã, trong mắt mang theo vẻ lạnh lẽo trong phòng tiêu tiêu nhìn thấy đám người lê văn vân vẫn bình tĩnh khi đối mặt nhiều người như vậy trong lòng cô ta có chút lo lắng cảm thấy có điều gì đó không ổn cô ta thầm than một tiếng vội vàng chạy vào trong phòng chẳng mấy chốc cô ta mở cửa một căn phòng một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong đó chị tiểu hồng tiêu tiêu nói nhanh có người đang tìm chị ở bên ngoài ai từ tiểu hồng bình tĩnh hỏi anh ta nói là anh họ của Liễu Ngọc gì đó, nói là chỉ cho chị 5 phút, nếu chị không đi. Anh ta, anh ta sẽ giết chị. Tiêu Tiêu nói đến cuối cùng thì có vẻ hơi sợ. Cô ta biết rõ Từ Tiểu Hồng là người như thế nào, chị ta có mối quan hệ rất tốt với Phất Lai. Cô ta tưởng rằng Từ Tiểu Hồng sẽ rất tức giận khi nghe lời cô ta nói, nhưng bất kể như thế nào cô ta cũng không ngờ là ngay khi nghe thấy lời cô ta nói, sắc mặt Từ Tiểu Hồng đột nhiên biến sắc đây là lần đầu tiên tiêu tiêu nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của từ tiểu hồng kinh hoàng khiếp sợ không đợi cô ta nói chuyện thì từ tiểu hồng đã đột một đứng dậy nhanh chóng chạy về phía bên ngoài cô ta vừa chạy ra cửa thì đã thấy cả đám người của mình đang bao vây ba người cô ta không nhìn thấy mặt của lê văn vân nhưng cô ta biết đại khái ba người này rõ ràng là lê văn vân rồi gã đàn ông cường tráng cười khẩy nói với lê văn vân nhóc con mẹ mày không biết đây là chỗ nào đúng không lại dám chạy tới chỗ này gây chuyện chị hồng của tụi tao là người mày có thể gặp hả mày còn làm cho người đẹp tiêu tiêu của tao không vui cho mày chọn một tay tự cắt đi những người khác cũng nhìn lê văn vân với nụ cười trên môi ngừng lại ngay đúng lúc này sau lưng vang lên một tiếng gầm rú gã đàn ông cường tráng ngẩn người chỉ thấy một bóng người lao nhanh về phía mình sau đó giơ tay tát vào mặt gã một cái tát Gã sừng sốt một chút, sau khi nhìn thấy Từ Tiểu Hồng, sắc mặt liền đờ đẫn. Còn Từ Tiểu Hồng vội cúi đầu chào Lê Văn Vân và nói, "Thật xin lỗi, là tôi không dạy dỗ cấp dưới của mình cho tốt, anh đừng để trong lòng." Chương 740, tôi cần phải dặn dò người bên này mấy câu. Người đàn ông cao lớn kia sừng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng Từ Tiểu Hồng lại khách sáo với ba người trước mặt như vậy. Thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Từ Tiểu Hồng, trong lòng gã kinh hãi chẳng lẽ lê văn vân này là lãnh đạo cấp cao của thế lực bọn họ ư mấy người đàn ông cao lớn kia như chút được gánh nặng vội chạy vào hội sở cả người ngao hút cực kỳ sảng khoái cậu ta không ngờ mình lại có thể khiến người có thế lực lớn nhất khu tây nơm nớp lo sợ ăn nói khách sáo khi đứng trước mặt mình đây là chuyện mà từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được trước đây nhìn thấy mấy người này cậu ta đều phải đi đường vòng sau khi xác định xung quanh không có ai lê văn vân mới lạnh nhạt nhìn từ tiểu hồng nói chắc cô cũng biết mục đích tôi tới tìm cô rồi đó cô mau nói đi doãn thi đan đang ở đâu tim của từ tiểu hồng đập thình thịch thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này nhưng trên mặt cô ta lại mặt không cảm xúc nói doãn thi đan năm năm trước cô ta đã biến mất rồi cho đến bây giờ tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu có lẽ cô ta đã chết rồi lê văn vân đã sớm đoán được rất có thể cô ta sẽ thể thốt phủ nhận nên nở nụ cười rồi nhìn từ tiểu hồng lần nữa tôi cho cô một cơ hội nữa đây cũng là cơ hội cuối cùng của cô đúng lúc này lý thu ở bên cạnh khẽ nhắc nhở nếu cô không biết doãn thi đan đang ở đâu thì cô sẽ không chạy tới đây không ngừng nghỉ khi nghe thấy anh họ của liễu ngọc rõ ràng cô biết anh họ của liễu ngọc là ai mà trước đó chúng tôi chưa từng gặp mặt cô vì thế điều kiện để cô biết chỉ có một đó chính là doãn thi đan do đó cô còn muốn phủ nhận nữa ư từ Tiểu Hồng nghe Lý Thu nói thế thì sắc mặt nhất thời xám xịt. Lê Văn Vân rất nổi tiếng ở khu tội ác, cho dù 5 năm đã trôi qua vẫn như thế, nhất là khu tây này. Cô ta vội đáp, tôi không hề tham dự vào chuyện này, mà tôi chỉ nhận được tin tức của cô ta, bảo rằng cô ta sắp tới đây nên đi đón cô ta mà thôi. Còn mấy chuyện khác thì tôi thật sự không biết. Tôi biết chuyện này không liên quan đến cô, cô hãy dẫn tôi đi tìm Doãn Thi Đan đi." Lê Văn Vân bình tĩnh nói. "Tôi sắc mặt từ tiểu hồng trở nên hơi xoắn suýt cô không muốn à lê văn vân thở dài nói vậy thì chúng ta đi thôi thấy lê văn vân xoay người lại hình như không có ý muốn đối phó với mình nhưng từ tiểu hồng lại càng sợ hãi hơn trên chắn cô ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh cô ta nuốt nước miếng nói tôi sẽ dẫn mấy người đi tôi sẽ dẫn mấy người đi lê văn vân khẽ cười nói sau đó nga húc mở cửa xe ra lạnh nhạt nói cô lên xe đi từ Tiểu Hồng gật đầu nói, tôi cần phải dặn dò người bên này mấy câu. Tôi không muốn cho người khác biết lần này tôi đã tới đây, kể cả Phất Lai. Dứt lời, cô ta lại quay vào hội sở, căn dặn người ở bên trong mấy câu, sau đó rời khỏi hội sở, lên xe cùng Lê Văn Vân, bắt đầu chỉ đường cho mấy người Lê Văn Vân lái xe. Doãn Thi Đàn đang ở trong nhà của Từ Tiểu Hồng. Thật ra ở khu Tây, địa vị của Từ Tiểu Hồng cũng khá cao, dù gì cũng là người của Phất Lai. Hơn nữa lại có quan hệ tâm đầu ý hợp với Phất Lai, nên nơi ở cũng là một căn biệt thự rộng lớn nằm khá gần trung tâm. Lúc này, trong căn nhà lớn, Doãn Thi Đan đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trước mặt bày ít đồ ăn và một chai rượu vang. Cô ta đang ngồi xếp bằng ở trên đó, tay cầm ly rượu vang lẩm bẩm, "Hai, không ngờ cuối cùng mình lại quay về nơi này, mấy ngày nay mình đã xem hết phim đã download rồi, nơi này thật sự có hơi tẻ nhạt mà mình lại không thể đi ra ngoài được." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 740.